Và đi bóng của địch đây. Rất khéo léo nhưng không thể chiến thắng. Rất nhiều cầu thủ chuyển bàn thắng lên trên vòng hai. Tiếp tục là pha thử tài. Và đi bóng rất nguy hiểm của Chiêu. Rất may là trong trận. Đứng mạnh. Bàn ngang. Chiêu. Và tuyển Chiêu bóng đã chạm người lên bàn thì sẽ hết tất cả. Giải bóng đá Khánh Hòa Premier League S1. Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng. Tất cả quyết chiến vì lần đầu tiên.